Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các toán tử, toán học hay còn gọi là các toán tử đại số ở trong ngôn ngữ lập trình Java. Thì là một ngôn ngữ lập trình chuyên nghiệp, Java hỗ trợ đầy đủ các toán tử đại số để chúng ta thực hiện những cái thao tác về đại số. Ở đây thì chúng ta sẽ có 4 cái toán tử, đó là cộng, trừ, nhân, chia. Và trong Java thì phép chia thì sẽ có 2 phép, đó là phép chia lấy phần nguyên và phép chia lấy phần dư. Và chúng ta sẽ khai báo các biến. Chúng ta sẽ khai báo biến double. Biến thứ nhất số 1 giá trị sẽ bằng là 12,5. Trong máy tính thì các bạn chú ý là để thể hiện phần thập phân thì chúng ta dùng dấu chấm. Ví dụ như 12,5 thì chúng ta sẽ sử dụng đó là giá trị là 12,5. Biến số 2 thì sẽ là 3,5. Và biến thứ 3 đó là biến kết quả. Đó, biến này để thể hiện các cái kết quả. Và tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng các toán tử đại số để chúng ta thực hiện tính toán và in ra kết quả. Đầu tiên là chúng ta thực hiện cái phép là cộng hai số để chúng ta dùng kết quả bằng là số 1 cộng với biến số 2. Thì khi thực hiện chương trình này thì máy tính sẽ lấy giá trị của biến số 1 và biến số 2 cộng vào với nhau và được bao nhiêu thì sẽ gán giá trị cho biến kết quả. Và như vậy là sau khi thực hiện xong thì biến kết quả sẽ chứa giá trị là tổng của hai số, đó là tổng của hai biến, đó là biến số 1 và biến số 2. Sau đó chúng ta sẽ in ra kết quả. Chúng ta sẽ in ra số 1 cộng số 2 bằng cộng kết quả. Thế còn để thực hiện phép trừ thì chúng ta sẽ thực hiện là kết quả sẽ bằng số 1 trừ số 2 và chúng ta cũng sẽ in ra kết quả này, trừ số 2. Sau đó là phép nhân. Phép nhân ở đây thì tôi sẽ copy paste cho nó nhanh. Kết quả sẽ bằng là số 1 nhân số 2. Thì chúng ta nhớ là trong máy tính ấy, thì để thể hiện phép nhân thì chúng ta không dùng cái dấu nhân mà chúng ta sẽ sử dụng đó là dấu hoa thị. Tiếp theo là chúng ta thực hiện phép chia. Số 1 chia cho số 2. Đây là phép chia lấy phần nguyên. Thì ở trong Java để thể hiện phép chia lấy phần nguyên thì chúng ta sử dụng là hình gạch chéo. Thế còn nếu để thể hiện phép chia lấy phần dư thì chúng ta dùng cái ký tự là phần trăm. Đó. Và sau khi thực hiện xong chương trình chúng ta sẽ thực thi file để xem kết quả. Thì như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là chương trình đã hiển thị ra kết quả của các phép tính toán học, phép tính đại số trong chương trình. Ở đây với tổng của hai số, số 1 và số 2 là 12,5 cộng 3,5 là 16. Đối với hiệu sẽ là 9. Đối với nhân tích của hai số này đây. Còn phép chia lấy phần nguyên và lấy phần dư. Thì ở đây thì có một cái các bạn chú ý là trong cái lấy phần nguyên này vì đây hai giá trị này là hai giá trị số thực cho nên là Java sẽ tự động thực hiện cái việc là chia hết.
chia hai số cho nhau. Còn nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu phần nguyên thì chúng ta có thể khai báo hai số theo kiểu là số nguyên thì nó sẽ lấy phần nguyên. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về là các toán tử đại số hay là gọi là toán tử toán học trong chương trình Java. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học thật tốt.